Zac Efron, Mỹ Nam High School Musical gây sốc với gương mặt biến dạng vì dao kéo. Nếu là fan của series phim nhạc kịch tuổi teen ăn khách một thời của Disney High School Musical, không ai là không biết tới nam diễn viên Zac Efron. Chàng Troy Bolton điển trai, đa tài, là siêu sao bóng rổ ở trường, đã đúng tim không biết bao nhiêu thiếu nữ. Ở ngoài đời, Jack cũng có ngoại hình cực kỳ sắc gái vì sở hữu thân hình 6 múi cùng gương mặt đẹp như tượng tạc, đôi mắt xanh hút hồn. Thời điểm những năm 2006-2007, Zac Efron chính là hình mẫu bạn trai lý tưởng của nữ sinh trung học Mỹ. Sự yêu thích của nam diễn viên dần dần phủ rộng trên toàn thế giới. Thế nhưng mới đây, Jack khiến mạng xã hội náo loạn với gương mặt lạ lẫm khác xa hình tượng Mỹ Nam hoàn hảo năm nào. Thậm chí, nam diễn viên còn lọt top thịnh hành trên Twitter thế giới khi xuất hiện với diện mạo khác lạ. Ngay lập tức, khán giả đặt nghi vấn anh đã giao kéo vì phát hiện xương quai hàm của Jack vuông vắn hơn, bọng mắt cũng to lên trông thấy. Gương mặt sưng phù và gượng gạo của nam diễn viên khiến netizen không tin nổi đây là nam thần điển trai ngày nào. Dù mới 33 tuổi nhưng Jack đã xuống phong độ rất nhiều và bị nghi thẩm mỹ quá đà. Thậm chí nhiều người khẳng định ngoại hình mới của Jack chính là thảm họa giao kéo phiên bản nam của Hollywood. Đây không phải là lần đầu tiên Jack dính nghi vấn thẩm mỹ quá đà. Anh từng bị nghi phẫu thuật để có được múi bụng và cơ bắp hoàn mỹ. Tuy nhiên, là một người đam mê luyện tập thể hình, vẫn không ít người tin rằng cơ thể rắn rỏi của Jack là kết quả của việc chăm chỉ tập gym. Hiện tại, với ngoại hình lạ lẫm này, khán giả nhận xét Jack đã biến thành người khác và mất đi vẻ đẹp tự nhiên từng làm mưa làm gió một thời. Trên Twitter, netizen đang bàn tán xôn xao và liên tục so sánh Jack với nhiều nhân vật khác. Cuộc tranh cãi không thể đi đến hồi kết vì màn dao kéo lộ liễu đã khiến nhan sắc của tài tử High School Musical tụt dốc không phanh. Jack Efron sinh vào ngày 18 tháng 10 năm 1987 ở California, Hoa Kỳ, trong một gia đình có bố làm kỹ sư điện, còn mẹ là thư ký. Tài tử bén duyên diễn xuất khi mới 11 tuổi, sau khi cả bố và mẹ phát hiện anh chàng có tài năng ca hát. Những khóa học về ca hát cũng như diễn xuất đã đưa chàng trai trẻ đến với vở kịch lớn nhỏ trên sân khấu. Cũng từ đây, các nhà sản xuất phim truyền hình đã không ngần ngại mời nam diễn viên tham gia các bộ phim của họ. Jack Efron bắt đầu chỉ tham gia các vai nhỏ trong những bộ phim truyền hình. Đến năm 2006, nam tài tử nhận lời tham gia bộ phim ca nhạc High School Musical và đây chính là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh. Ba phần High School Musical thành công vang dội, ghi dấu ấn trong tâm trí toàn thể khán giả trên toàn thế giới. Không chỉ lập kỷ lục về số lượng người xem, thu về số lợi nhuận ngồi đếm mỏi cả tay, loạt phim còn thành công trong việc giới thiệu đến khán giả dàn diễn viên xinh đẹp và tiềm năng. Trong đó dĩ nhiên có anh chàng hoàng tử Jack Efron. Chàng trai cầu thủ bóng rổ điển trai Troy Bolton đã đưa tên tuổi Jack Efron lên hàng ngôi sao. Nam tài tử khiến các cô gái trẻ mê mệt vì cơ thể săn chắc, nụ cười đầy rạng ngời và đôi mắt xanh thẳm như thể biết thôi miên. Nhiều người còn so sánh sức hấp dẫn của anh chàng chẳng thua gì hoàng tử trong truyện cổ tích. Tờ tạp chí Rolling Stone lâu đời và danh tiếng còn phải đặt tài tử cạnh dòng tiết giật gân, gương mặt mới sẽ đánh cắp trái tim người Mỹ. Sở hữu một chất giọng đủ để hát chuyên nghiệp, nhưng Jack Efron chủ yếu chỉ tham gia diễn xuất. Một thời gian khá dài kể từ High School Musical, anh chàng đóng khung bản thân trong những vai diễn an toàn. Mãi đến năm 2012, nam tài tử tham gia phim The Paperboy, sánh vai cùng dàn sao Matthew McConaughey và Nicole Kidman và đã có cuộc lột xác ngoạn mục. Tận dụng một vẻ đẹp thể hình khó chối cãi cùng lối diễn duyên dáng, không kém phần tươi vui, Jack Efron từng bước lấn sân sang dòng phim hài. Cũng cần phải nói thêm, đây là những bộ phim chứa đựng không ít hình ảnh thuộc hàng nhạy cảm, bị quy định độ tuổi đối với người xem phim, còn nội dung sù sả và chẳng mấy sâu xa. Việc mà nam tài tử phải làm cho thật tốt là trưng ra cơ bụng 6 múi đầy săn chắc và đôi mắt xanh như muốn nhấn chìm người ta. Từng có thời gian Jack bị khán giả than phiền vì khoe cơ bắp quá nhiều, doanh thu những sản phẩm của Jack Efron sụt giảm. Đỉnh điểm là bộ phim We Are Your Friend năm 2015 đã trở thành một trong những tác phẩm sở hữu doanh thu mở màn thấp nhất phòng vé Bắc Mỹ. Jack Efron là diễn viên có khả năng diễn xuất và đã không ít lần anh chứng tỏ điều đó. Tuy nhiên, đã 15 năm trôi qua kể từ High School Musical, Jack Efron trở thành cái tên nhạt nhòa ở Hollywood và anh vẫn đang loay hoay tìm cách thoát khỏi cái bóng của anh chàng bạch mã hoàng tử phim teen năm nào. High School Musical không chỉ là bệ phóng danh tiếng, mà còn là nơi xây duyên cho Jack Efron và bạn diễn Vanessa Hudgens. Nhờ sức ảnh hưởng của phim, hai người từng được coi là một trong những cặp tình nhân đẹp nhất showbiz. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Glamour, Vanessa Hudgens nói cô đã phải lòng Jack Efron ngay lần gặp đầu tiên. Trong những ngày tháng ghi hình ở các phần phim High School Musical, Efron và Hudgens luôn gắn bó như hình với bóng. Hai người thân thiết tại trường quay cùng xuất hiện trên thảm đỏ, dự sự kiện giải trí cùng nhau. Thậm chí, nam diễn viên 33 tuổi còn kề bên giúp đỡ Vanessa Hudgens vượt qua những quãng thời gian khó khăn vì bị tung ảnh nóng vào năm 2007. Yêu nhau gần 5 năm, người hâm mộ tin rằng cặp đôi sẽ sớm làm đám cưới. Không ngờ giữa lúc tình cảm dường như khăng khít nhất, cặp đôi tuyên bố đường ai nấy đi vì đã cạn kiệt tình cảm. Sau khi chia tay, cả hai vẫn duy trì tình bạn, thường xuyên gặp gỡ, đi chơi, ăn tối cùng nhau. Hầu độc thân, Jack Efron được mệnh danh là tay chơi đào hoa nổi tiếng của Hollywood. Anh liên tục bị đồn cặp kè với hàng loạt người đẹp như Brittany Snow, Drummer Willis, Selena Gomez.
Alexandra Daddario Sarabro nhưng hiếm khi thừa nhận. Mối tình hiếm hoi được nam diễn viên xác nhận với truyền thông là người mẫu kiêm stylist Sami Miro. Tuy nhiên, hai người cũng chia tay vào năm 2016 sau 2 năm gắn bó. Tháng 9 năm 2013, hàng loạt báo đưa tin Jack Efron nghiện ma túy và rượu. Trang TMZ cho hay, nam diễn viên thậm chí ngất xỉu tại phim trường Neighbors do sử dụng ma túy quá nhiều. Trang này còn khẳng định, bạch mã hoàng tử của High School Musical còn mời bạn bè tham dự bữa tiệc thác loạn ma túy ở Las Vegas. Hiện tại ở tuổi 34, cuộc sống của Jack Efron xoay quanh thiên nhiên với những chuyến đi thám hiểm ở rừng già, sa mạc hay biển khơi. Nam diễn viên cho biết đã chán ngán sự hào nhoáng của Hollywood và muốn tận hưởng cuộc sống bình dị.